Những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể đá giao hữu với đội tuyển Iraq vào tháng 3 tới. Hoàng Thị Duyên mang thêm 3 huy chương vàng nữa cho cử tại Việt Nam tại Cúp Thế giới. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Thể thao Việt Nam của Bóng đá TV và Thể thao TV. Năm 2020 là một năm quan trọng với bóng đá Việt Nam, với hàng loạt những giải đấu ở trước mắt. Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ có một trận giao hữu với đội tuyển Iraq vào tháng 3 tới. Giới truyền thông Iraq nhận định, đội tuyển Việt Nam đã nhận lời đá giao hữu với đối thủ này tại sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3 tới. Hiện Liên đoàn bóng đá Việt Nam và phía Iraq chưa chính thức xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, việc tổ chức một trận giao hữu quốc tế vào thời điểm nói trên cũng là lựa chọn hợp lý cho cả đôi bên. Tháng 3 cũng là thời điểm diễn ra hai lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cả Việt Nam và Iraq đều nghỉ lượt trận hôm 26 tháng 3 và sẽ chỉ ra sân vào ngày 31 tháng 3 tới. Hai đội đều đang dẫn đầu bảng đấu của mình. Trận siêu cúp quốc gia năm 2019 giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trên sân Động Thống Nhất vào ngày 7 tháng 2 tới. Để chuẩn bị cho trận siêu cúp này, huấn luyện viên Trung Hê Sông đã điền tên Công Phượng vào danh sách đăng ký thi đấu cùng hàng loạt tân binh khác của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh như Võ Huy Toàn hay Bùi Tiến Dũng, người sẽ gặp lại đội bóng cũ. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Nội cũng đăng ký lực lượng mạnh nhất với những ngôi sao như Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng. Đội bóng thủ đô được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch mùa giải năm nay. Giống như mọi năm trước khi mùa giải mới bắt đầu, lực lượng giám sát và trọng tài sẽ có thời gian tập huấn để kiểm tra thể lực cũng như rà soát lại lực lượng. Địa điểm của chuyến tập huấn này là tại Hà Nội, cụ thể là Liên đoàn bóng đá Việt Nam và sân Hàng Đẫy. Bên cạnh đó, với những trọng tài và trợ lý bị kỷ luật ở mùa giải 2019 sẽ không được công ty cổ phần bóng đá VPF mời làm việc ở mùa giải năm nay. Đã thành truyền thống của câu lạc bộ cứ mỗi đầu xuân năm mới, thầy trò ban luyện câu lạc bộ Hà Nội lại có những hoạt động du lịch tâm linh để hướng tới một năm mới đầy thành công. Và trong những ngày đầu năm Canh Tý, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và các học trò quyết định không đi đâu xa mà thăm viếng những địa điểm nổi tiếng ngay tại thủ đô Hà Nội. Cụ thể vào sáng nay ngày 5 Tết Nguyên đán, tức ngày 29 tháng 1, tất cả thành viên của câu lạc bộ Hà Nội đã xuất phát từ trụ sở của đội để tới đài tưởng niệm liệt sĩ trên phố Hoàng Diệu. Các điểm đến tiếp theo trong buổi sáng của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đó là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Quán Thánh, Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và Đền Ngọc Sơn. Sau đó vào chiều cùng ngày thì toàn đội sẽ du xuân ở hai điểm khác trước khi giải tán. Thì với cái mong ước đầu năm của tôi thì luôn luôn là muốn rằng tất cả những thành viên câu lạc bộ Hà Nội luôn luôn là mạnh khỏe, tránh mọi chấn thương hoặc là những cái rủi ro không đáng có. Còn về đội bóng thì chắc chắn rằng các bạn biết là câu lạc bộ Hà Nội tham gia những giải đấu nào thì luôn luôn đặt cái mục tiêu là mình sẽ chơi với cái sự quyết tâm cao nhất và đạt thành tích cao nhất. Thì chắc chắn rằng với những cái giải đấu mà câu lạc bộ Hà Nội tham gia như là V-League và cúp quốc gia hoặc là trận siêu cúp thì câu lạc bộ Hà Nội luôn luôn muốn đặt cái mục tiêu cao nhất. Hoạt động du xuân đầu năm của câu lạc bộ Hà Nội đã trở thành truyền thống của đội bóng này để mong một năm mới may mắn và thành công. Trước mắt, trận đấu sớm nhất của đội bóng thủ đô trong mùa giải 2020 sẽ là trận siêu cúp quốc gia khi đối đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất, và buổi tập đầu tiên của nhà đương kim vô địch V-League sẽ diễn ra vào chiều mai 30 tháng 1 năm 2020. Vẫn là những chuyển động liên quan tới V-League 2020. Sau khi chốt sớm 3 ngoại binh cho mùa giải mới, ban lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa tiếp tục có những tăng cường về mặt nhân sự để hướng tới một năm thành công. Lần này, vị trí được tăng cường đó chính là trên băng ghế huấn luyện. Theo đó, câu lạc bộ Thanh Hóa đã đồng ý với đề xuất của huấn luyện trưởng Fabio Lopez về việc bổ sung thêm huấn luyện viên thể lực kiêm trợ lý video vào thành phần ban huấn luyện. Và người được chọn đó chính là Orofino Salvatore. Huấn luyện viên thể lực người Italia này đã hội quân cùng đội bóng vào ngày 4 Tết vừa qua. Đó cũng là ngày đội bóng xứ Thanh tập trung trở lại sau Tết Nguyên đán. Với sự có mặt của huấn luyện viên 52 tuổi này, ban lãnh đạo Thanh Hóa kỳ vọng đội bóng sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới về nền tảng thể lực để sẵn sàng cho những mục tiêu trong năm Canh Tý. Trong khi đó, cựu huấn luyện viên của Thanh Hóa là Nguyễn Đức Thắng đang có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết ở đội bóng mới. Cụ thể, ngay trước Tết Nguyên đán, huấn luyện viên này đã ra quy định bất cứ cầu thủ nào của câu lạc bộ Bình Định tăng cân sau kỳ nghỉ sẽ bị phạt tiền. Dĩ nhiên, những ai giữ được form và cân nặng sẽ được thưởng. Dù chỉ là một chi tiết trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2020, nhưng nó cho thấy sự nghiêm túc và tập trung của câu lạc bộ Bình Định cho chiến dịch thăng hạng của mình. Chuyển sang những tin tức thể thao trong nước đáng chú ý khác. Trong tối ngày hôm qua tại Rome, Italia, nữ lực sĩ Hoàng Thị Duyên đã khép lại giải đấu thành công cho cử tạ Việt Nam
bằng màn trình diễn xuất sắc ở hạng cân 59kg của nữ. Ngay ở phần thi đấu nội dung cử giật, Hoàng Thị Duyên đã khiến các đối thủ phải lắc đầu ngao ngán khi cô dẫn đầu ở phần thi này ở mức tạ 97kg sau 3 lần cử. Ở nội dung cử đẩy, ngay ở lần đẩy đầu tiên, Hoàng Thị Duyên đã nâng thành công mức tạ 113kg, nhưng để đảm bảo chiến thắng và nâng cao thành tích, cô tiếp tục đề nghị tăng thêm 3kg và thực hiện thành công cú đẩy 116kg ở lần thực hiện thứ 3, với tổng thành tích 213kg, bỏ xa người bám đuổi Mariana Saelo đến 14kg. Hoàng Thị Duyên giành chọn 3 tấm huy chương vàng ở hạng cân 59kg của nữ. Với thành tích này, Hoàng Thị Duyên hiện có tên trong top 8 lực sĩ hay nhất thế giới hạng cân 59kg và hoàn toàn có khả năng giành quyền tham dự đấu trường Olympic trên đất Nhật Bản. Như vậy, với 5 tuyển thủ tham dự World Cup Rome 2020, tuyển cử tạ Việt Nam đã thi đấu hết sức thành công khi mang về 10 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Họ sẽ về nước chia thành 2 đoàn vào ngày 1 tháng 2 tới. Trong khi đó, tại ván 8 giải cờ vua Gibraltar 2020, Lê Quang Liêm và đối thủ người Ấn Độ là Lalit Babu có Elo 2558. Cầm quân đen nhưng Quang Liêm đã giành chiến thắng và đã có 5,5 điểm sau 8 ván và xếp thứ 24 trên bảng xếp hạng. Ở ván 9 hôm nay, Quang Liêm sẽ cầm quân trắng để gặp kỳ thủ người Tây Ban Nha Santos Latasa Jaime có Elo 2586. Và 19 giờ tối nay, Saigon Heat sẽ có chuyến làm khách trước chủ nhà Singapore Swinger tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á ABL 2020. Sau 8 vòng đấu, đại diện duy nhất của Việt Nam đang xếp ở vị trí cuối bảng sau 2 trận thắng và 6 trận thua. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin lưu ý với quý vị khán giả là mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2020 chuẩn bị khởi tranh và diễn biến của tất cả các giải đấu sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trọn vẹn trên kênh thể thao của VTV Cap. Quý vị và các bạn có thể chú đón xem. Ngoài ra, các bạn cũng có thể theo dõi các sự kiện thể thao hấp dẫn khác như giải Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 cũng sẽ đều có trên ứng dụng On Me. Bản tin xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các vị.